là của ở hai lá. Ở cái vị trí số 2 đây, mình nghe nó đang dọc xuống và tới xương ức. Vị trí thứ 3 đang dọc lên đâu? Lên động mạch cảnh bên trái. Vị trí thứ 4 động mạch cảnh bên phải. Đi. Cái này nè của chủ, cái này của phổi, cái này của chủ và cái này của hai lá. Nghe cho nó đúng nhất, nghe ra nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần thì cái đó là xác định cái chúng ta. Và ở này là chỉ để tổng kê lại một lần nữa, nhấn mạnh các xác định cái tiếng mà nó tách ra mình. Như vậy thì với cái phần phát tim quan trọng nhất là cái phần nghe tim, và khi nghe được những cái tiếng rồi thì phải xác định được nó thuộc tim phải hay tim trái. Quan trọng là bạn cái tiếng nó hít vô mà nó lớn hơn thì cái đó là tim phải. Chỉ riêng có những cái ngoại là đây ba chấm để trong mặt, mai mốt sẽ học sau. Bữa nay mình ngồi nhét hết á, còn thêm bảo quà. Còn bây giờ nhìn vô mới ngày đầu tuần tôi chưa bắt nhịp được, thành ra là không có sâu nữa, thấy bắt đầu lâu mạng hết rồi. Mình xin bài làm hết, cảm ơn các chị khác không? Chúc em thành công lên lâm đài.